Còn 13 trừ 3 tức là bình bình 10 bình 100. Tam giác vuông Pythagore BC bằng 5. Đường trung bình đứng với BC sẽ bằng 2,5. Câu số 8. Làm câu chính trước đi. Câu số 9 các em để ý nè. D nó sẽ bằng 3 hạng tử đầu gộp lại là thành x cộng y tất cả bình. Rồi trừ 6, x trừ 6 y là rút trừ 6 là ở trong còn x cộng y. Rồi trừ cho 15. X cộng y bình là bằng trừ 9 bình là thành 81. Trừ 6 nhân cho x cộng y là trừ 9 và trừ 15. 81 cộng cho 54 trừ cho 15. Bằng 10 ta làm tương tự. Quy sẽ bằng 3 hạng tử đầu là x cộng y tất cả bình rút trừ 4 ra. Còn lại cộng 1. X cộng y tất cả bình là bằng 3 bình là thành 9. Trừ 4. Nhưng x cộng y là trừ 4 nhân 3. Cộng cho 1. Vậy là bằng 10 trừ 12 là âm 2. Câu số 8. Tam giác ABC có AB 12, AC 18, AD là phân giác. BH vuông góc AD. M là trung điểm BC.
cũng dễ thôi các em. Rồi theo dõi thầy giảng nè. Các em kéo dài BH ra. Rồi kéo dài BH, cắt AC ở E đây, thì các em nhìn cái tam giác này, ABE có đường AH vừa là đường phân giác vừa là đường cao, như vậy tam giác ABE là tam giác cân ở E, mà AB người ta cho bằng bằng bao nhiêu? Ra bên ta cho 12 rồi. Thì AE cũng bằng 12. Mà AC lại bằng 18. Như vậy AE 9 12 thì AC là 6. Đúng không? EC là 6 nè. Rồi các em nhìn tam giác ABE cân ở A, H là chân đường cao, thì H cũng là trung điểm của BE, mà M lại là trung điểm BC nữa. Như vậy HM là đường trung bình của tam giác BEC. Như vậy HM sẽ bằng nửa EC, tức là HM sẽ bằng 3. Vậy thôi. Như vậy là chúng ta đã giải xong vòng số 3 ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo. Nhớ chia sẻ cái kênh này nữa, rộng rãi để lan tỏa kiến thức nhé. Có một bài toán thầy thấy cũng hay hay. Cái đề này đó là bài số 8 thôi, còn lại không có câu nào khó ấy.